Thế Giác nhà Bách đã luyện thi IELTS 8.0 để xin học bổng du học như thế nào? Đó chính là việc luyện tập trực tuyến cùng giáo viên IELTS 9.0 trong khóa học IELTS toàn diện tại EduPA IELTS. Đây là khóa học mà Tê Giác đã tự nghiên cứu từ trước và đề xuất với bố mẹ. Về phần Tê Giác, lý do mà cậu ấy thích và lựa chọn khóa học này là vì giáo trình được thiết kế riêng để phù hợp với trình độ của con và mong muốn của con để có hướng ôn luyện tập chung hơn. Không dàn trải như các khóa học khác, được thực hành nhiều và cam kết đầu ra. Phần này thì bố mẹ cũng yên tâm nhất cho con mình rồi. Được học ở nhà thoải mái mà không phải di chuyển này. Vì mục tiêu của mình là để đi du học, nên Bách mong muốn con không chỉ được học lý thuyết mà còn được luyện thực hành giao tiếp, con hoàn toàn tư duy và nghe nói bằng tiếng Anh. Và việc con có chứng chỉ IELTS giúp con sẽ sớm có lợi thế so với các bạn đồng trang lứa, dễ dàng hội nhập với các bạn bè quốc tế. Nghe con chia sẻ và tìm hiểu thêm, vợ chồng Bách nhận thấy thêm những ưu điểm nổi bật khác của khóa học nên đã đồng ý đầu tư cho con theo học tại EduPA IELTS. Bây giờ Bách sẽ review chi tiết con sẽ được gì chỉ từ 85.000 đồng một giờ, tính ra là chỉ từ 175.000 đồng một buổi nhé. EduPA IELTS là khóa học IELTS được thiết kế dành riêng cho các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 vì nội dung còn kết hợp với các chủ đề trong sách giáo khoa theo chương trình của bộ và cực kỳ phù hợp với tâm sinh lý của các bạn trong lứa tuổi này. Thứ nhất, điều khiến Bách yên tâm nhất đó là bên EduPA IELTS cam kết đầu ra 6.5 trở lên IELTS bằng văn bản, hợp đồng minh bạch. Đây, hợp đồng đây các bạn xem nhé. Thứ hai, con được học với đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, 9.0 IELTS. EduPA có hơn 500 giáo viên giỏi hàng đầu, 100% giáo viên đều có bằng sư phạm Anh hoặc chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL và có IELTS trên 7.5. Mỗi giáo viên đều có hơn 3 năm giảng dạy IELTS, giám sát tận tình, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ như phát âm, từ vựng, nhắc nhở cho các con học 24/7, đảm bảo các con luôn học theo kịp bài giảng ở lớp. Thứ ba, giáo trình và lộ trình học bài bản, phù hợp với trình độ của giáo viên. Thứ tư, thời gian học hợp lý, chú trọng vào thực hành, không như các khóa học online khác chỉ học từ 25 đến 45 phút thì con chưa đủ thời gian nắm vững lý thuyết, lấy đâu ra thời gian mà thực hành. Tại EduPA IELTS, thời gian con học sẽ là từ 90 đến 120 phút, con có đủ thời gian học cả lý thuyết lẫn thực hành. EduPA tập trung chính ở khâu thực hành, con sẽ được chấm, chữa, làm bài tập nhóm, thuyết trình, tranh biện về các chủ đề luyện thi IELTS. Thứ năm, chính sách học viên tốt nhất, sĩ số lớp nhỏ, giúp thầy cô sát sao từng học viên, các con có môi trường giao tiếp, thi đua, cạnh tranh, con được kiểm tra đầu vào xem đang ở trình độ nào. Thầy cô sẽ tư vấn lộ trình cụ thể và sắp xếp lớp phù hợp với nhu cầu. Bách và Tê Giác đã kiểm nghiệm rồi, nên bà mẹ nhanh tay để lại số điện thoại để EduPA IELTS liên hệ tư vấn lộ trình cho con nhà mình nhé. So, today we're going to have a little sharing in terms of tourist attractions. Right, so can you tell me, how do you feel today? How was your day? My day was quite okay, I guess. I'm a bit tired after everything that happened at school today. We had a sports day event, so I participated in ping pong, so I'm a bit tired after a long day at school. I'm preparing to... No, I wish I could spectate you doing that. Okay, that's quite good to hear. So, we're gonna start our talk with a little game. Right. Can you guess the place that I'm showing on the screen? Can you tell me a famous beach in Vietnam that is situated in Nghệ An province? And it starts with the letter C. I'm not very well acquainted with the beaches because I don't personally go there that much. So I'm not sure. Can you have another hint for me? Okay, so the first letter is C. The second letter is U. U. Yes. The next one is A. C. You've never been there before. No, I don't think I've ever been there before. But it's very easy. It's Cửa Lò Beach. Right, Cửa Lò is quite famous in the north of Vietnam, and it's very beautiful. What about the next destination? It is the tallest mountain peak in Southeast Asia. Oh, this one I've actually been to before. I think about 7 or 8 years before. I believe it's the Fansipan. Yes, in the yes it is Fansipan Mountain Peak. This is very good. I think that you have been to many places, right? Well, before coming to Sydney, I actually had a little goal for myself, which is to pick up on an Australian accent, you know, an Aussie accent. But
Well, it was pretty hard to hear, actually. So, I did have quite a lot of problems listening and receiving information from Australians at first, but I got used to it. I got used to it. I was there for 2 weeks. Well, do you think that studying with about 9 IELTS teacher helped you a lot in terms of communication during your trip? It did help me quite a lot, actually. I learned a bit of, you know, slangs from him, and I learned some local, what is it again? Verbs? Yeah, some locally used verbs, such as brekkie for breakfast and things like that. I loved it. Thế Giang này, sau một thời gian học ở Edupia IELTS, thì con thấy cái sự tiến bộ của con như nào? Con thấy rằng vì mình có lớp chuyên môn học từng cái kỹ năng trong 4 kỹ năng, cho nên là cả 4 kỹ năng cái nào con cũng có tiến bộ hết á. Ví dụ như là writing nè, thì con có thể kiểm soát được số lượng từ mà con muốn trong bài, tại vì hồi trước con toàn hay viết quá từ, lố từ không à. Cho nên là nhiều khi câu văn nó bị không có xúc tích, không có rành mạch, dạ, nó bị lủng củng á. Còn speaking thì con biết được thêm rất là nhiều cái từ vựng mới, và con bớt bị lắp ba lắp bắp, như là bình thường con hay nói thì nói tiếng Anh hay nói tiếng Việt con cũng hay bị lắp ba lắp bắp, tại vì mình có cái từ mình hiểu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt mình không biết diễn đạt nó bằng cái tiếng kia như thế nào, kiểu vậy. Còn listening thì trước có từ hiểu, có từ không lúc mà con coi phim hay là đọc sách tiếng Anh, nhưng mà bây giờ thì chắc là đỡ phải tra từ điển rồi, đỡ phải lật mấy trang xong lại phải tra từ điển nữa. Reading thì đó, trước giờ con cũng hay thích đọc sách, và thường thì mình đọc sách dịch nó sẽ không thể hiểu được hết những cái nghĩa của nó. Mà mình đọc sách tiếng Anh thì không đủ vốn từ vựng để hiểu hết. Và chung bây giờ đọc sách nào cũng khó. Đúng, đọc sách nào cũng khó, nhưng mà bây giờ đọc sách tiếng Anh nó đỡ khó hơn rồi. Ok, nghe con nói muốn đi học lại quá. Không bao giờ là quá trễ nha, học là việc cả đời mà. Hình như hồi trước có ai nói câu này với con. Thôi chuẩn bị học thêm ngôn ngữ mới đi không? Thêm ngôn ngữ nữa nha. Tiếng gì? Không biết nữa, chắc Tây Ban Nha. Thôi học tiếng Pháp đi. Ok, nghe tiếng Pháp nó sang. Tiếng Pháp nó sang à? Ừ. Còn thấy Tây Ban Nha cũng sang mà. Tiếng Hoa cũng ok, tiếng Nhật cũng ok. Nói chung tùy con lựa chọn. Vâng. Con luôn luôn tin vào sự lựa chọn của con. Okay. Con cũng thấy khá là vui, hình thức học mới hơn so với các lớp mà con đã từng học trước đây. Thay vì chỉ nghe chép chính tả thì tụi con được học từ vựng và ngữ pháp qua các buổi tranh biện nhóm, thuyết trình về các chủ đề đời sống, xã hội, văn học. Có những hôm mà tranh luận căng thẳng quá, thậm chí thầy còn phải vào can và tranh luận chung với tụi con để cùng tìm ra đáp án nữa. Chắc cũng nhờ thế mà con duy trì được sự tập trung trong suốt 2 tiếng học tại lớp. Chủ đề tranh biện theo con thấy thì rất là đa dạng, từ các vấn đề liên quan đến gia đình, trường lớp đến những chủ đề rộng hơn liên quan đến xã hội, môi trường và cuộc sống xung quanh của chúng con. Khi tham gia vào các hoạt động như thế thì tụi con bắt buộc phải tư duy nhiều hơn để bảo vệ quan điểm của nhóm mình, nên nhờ đó mà tốc độ phản xạ khi sử dụng tiếng Anh của các con được cải thiện rất là nhiều luôn. Con cũng khá là ấn tượng với các thầy cô giáo ở đây. Họ là những người tuy trẻ cũng không lớn hơn tụi con mấy đâu, nhưng lại có hiểu biết rất rộng. Hầu như mọi câu hỏi của tụi con đều được thầy cô giải đáp nhanh chóng và kỹ càng. Lúc học trên lớp, ngoài kiến thức trong slide thì hầu hết các thầy cô đều cố gắng cung cấp thêm kiến thức mở rộng ngoài lề cho tụi con nữa. À, thầy cô cũng rất nhiệt tình với tụi con. Vì con thấy là kể cả 10 giờ tối muộn, con nhắn tin thì thầy cô vẫn sẵn sàng giảng bài cho đến lúc con hiểu thì thôi á. Nữa là thầy cô cũng toàn người trẻ nên khi con nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái hơn, không câu nệ nhiều. Với cả chương trình học cũng phù hợp với tụi con. Mặc dù là ngồi liền tù tì 120 phút để học IELTS nhưng không cảm thấy bị quá sức. Các thầy cô giáo thiên về việc dạy để tụi con hiểu bản chất hơn là học những tips, những cái mẹo, nên là con được dạy bài bản. Hiện tại thì con đang hướng đến mục tiêu đạt được 8.0 IELTS để đi du học, và đã đạt được rồi. Nên các thầy cô cũng tạo điều kiện xếp con vào các lớp luyện đề, luyện nói phù hợp. Khi học cũng được các thầy cô đạt 9.0 IELTS chấm chữa bài chi tiết, nên việc ôn tập diễn ra khá là ổn. Tóm lại thì khi học ở đây, con thấy rất tiện vì bố mẹ con bận rộn và ít công việc nên không tiện đưa đón, và đường xá cũng xa xôi. Con học ở nhà, thế thì cũng đỡ phải đi lại vất vả. Về lớp học thì chất lượng tốt,
Mặc dù là học online nhưng có khi con còn được nói tiếng Anh nhiều hơn cả lớp offline nữa. Vì lớp có ít bạn à, nên ai thầy cô cũng gọi theo thứ tự á. Nên ai cũng phải nói hết. Học cũng vui, không bị chán. Lại còn được học với các thầy cô 9.0 IELTS nữa. Nên không còn gì để chê nữa đâu. Có thể ba mẹ thắc mắc rằng tại sao Tê Giác nhà mình không học tại trung tâm mà lại học online. Bạn Tê Giác nhà Bách ngoại trừ học trên trường thì con luôn được cha mẹ đầu tư học thêm các kỹ năng khác như ngoại ngữ, thể thao và các môn năng khiếu. Với nhiều lợi ích của việc học giỏi tiếng Anh thì chắc ba mẹ nào cũng biết hết rồi đúng không ạ? Chắc chắn là không có ba mẹ nào mà không đầu tư việc học tiếng Anh cho con. Và bản thân Bách cũng vậy. Khi Tê Giác có ý định du học thì Bách đã tìm ngay khóa học luyện thi IELTS cho con và học ngay từ sớm. Tê Giác nhà mình thì đã học cả ngày trên trường rồi. Tối về lại còn phải mất thời gian đi ra trung tâm thì với Bách và bà xã thì cũng bận công việc thường xuyên. Nên Tê Giác sẽ rất dễ bị lỡ buổi học. Vì vậy giải pháp học online là giải pháp mà Bách thấy là tối ưu nhất bây giờ. Sau Covid đến ba mẹ còn ưu tiên công việc tại nhà, mua sắm hay ăn uống cũng vậy. Vậy tại sao chúng ta còn phân vân khi cho con học online? Bởi vì thứ nhất, tiện lợi hơn khi con ngồi học tại nhà mà không lo mất một buổi nào cả. Thứ hai, thoải mái hơn khi không gian học là tại nhà, con có thể tự chọn lịch học này, rảnh lúc nào học lúc đó. Thứ ba, tiết kiệm hơn. Phần này đã có mẹ Tê Giác tính toán sẵn rồi, thì từ 75.000 đồng một giờ, từ 150.000 đồng một buổi tại Edupia IELTS, con cũng có thể dễ dàng chinh phục IELTS 6.5 với những giáo viên giỏi hàng đầu bằng cấp quốc tế. Cái thứ tư, cái cuối cùng, mặc dù vợ chồng Bách không cần thiết vì Tê Giác rất chủ động trong việc học, nhưng bố mẹ nào muốn theo sát việc học của các con thì Edupia cũng là một sự lựa chọn rất phù hợp. Vì con được học thông qua Classin, phần mềm công nghệ cao, buổi học nào của con cũng được ghi hình toàn bộ nên ba mẹ dễ dàng kiểm tra tình hình học tập của con, con cũng dễ dàng xem để học lại. Có quá nhiều lợi ích khi cho các con học tại Edupia IELTS rồi. Vậy bây giờ ba mẹ cùng Bách check đến uy tín của Edupia nhé. Edupia thuộc công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation, top 50 công ty giáo dục nổi bật nhất của Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp. Edupia được vinh danh ở hạng mục nhà cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến xuất sắc nhất tại giải thưởng thương hiệu thế giới, được VTV đánh giá là khóa học duy nhất đồng hành giúp hơn 1 triệu học sinh từ yếu kém lên khá, giỏi tiếng Anh. Chất lượng thì đã được kiểm chứng rõ ràng, bố mẹ cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bách cũng vậy, vì thế vợ chồng Bách đã liên hệ hotline chính thức của Edupia IELTS để đăng ký khóa học IELTS toàn diện này cho con. Ngoài uy tín và chất lượng thì điều mà Bách đặc biệt ấn tượng với Edupia IELTS đó chính là giá. Giá hợp lý và rất hời các bố mẹ ạ. Hiện tại Edupia đang có trợ giá, giảm 31% học phí chỉ còn từ 85.000 đồng một giờ, tính ra là chỉ từ 175.000 đồng một buổi nhé. Cho 90 đến 120 phút mà còn được học IELTS toàn diện với giáo viên 9.0. Bây giờ Bách sẽ review chi tiết. Con được gì chỉ từ 75.000 đồng một giờ, tính ra là chỉ từ 150.000 đồng một buổi nhé. Thứ nhất, 2 kèm 1. Một giáo viên giỏi dạy chính và một giáo viên phụ hỗ trợ 24/7. Luôn sát sao, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các con theo sát lộ trình. Thứ hai, cam kết đầu ra 6.5 IELTS, uy tín giấy trắng mực đen bằng hợp đồng rõ ràng. Người ta đã cam kết như vậy thì mình ngại gì mà không tin ba mẹ nhỉ? Thứ ba, học trên hệ thống Classin hiện đại, chuyên dụng, hạn chế lỗi, tương tác hai chiều mượt mà, con có thể nốt ngay trên màn hình học để dễ hiểu và hiệu quả hơn. Thứ tư, 100% lớp học được ghi hình để ba mẹ kiểm tra chất lượng bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, sau mỗi buổi học đều có báo cáo học tập, giáo viên sẽ nhận xét chi tiết về buổi học. Con có tiến bộ không? Tiến bộ như thế nào? Điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục. Nhờ vậy, bố mẹ có thể thấy rõ tiến bộ từng ngày của con. Đặc biệt, Bách xin được Edupia IELTS 100 suất quà tặng đặc biệt cho ba mẹ đến đăng ký sớm nhất tại video này. Tặng ngay một bộ sổ tay từ vựng cộng sổ tay ngữ pháp, tặng học bổng khuyến học lên đến 6 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất. Bách và Tê Giác đã kiểm nghiệm rồi, nên ba mẹ nhanh tay để lại số điện thoại để Edupia IELTS liên hệ tư vấn lộ trình giúp cho con nhà mình nhé. Edupia IELTS giúp con chỉ cần ngồi tại nhà cũng dễ dàng chinh phục mục tiêu IELTS của mình. Nếu ba mẹ còn thắc mắc về các chương trình học, Edupia tặng ngay một buổi kiểm tra trình độ và học thử. Thắc mắc về hiệu quả, Edupia cam kết minh bạch bằng hợp đồng. Thắc mắc về uy tín, bố mẹ có thể dễ dàng tìm hiểu trên Internet, cùng báo chí đều đã đưa tin. Bố mẹ nào đang có con học cấp 2, cấp 3 thì hãy liên hệ với số hotline chính thức của Edupia ngay tại đây nhé. Chúng ta cùng đăng ký khóa học trực tuyến IELTS toàn diện cho con.